chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Mẹ Màu và mình là Madison. Video này thì mình sẽ đề cập đến ti giả, những định kiến của mọi người về ti giả và phân tích chúng dựa trên những tài liệu mà mình đã nghiên cứu, đọc được cũng như là quá trình mình nuôi dạy bé Lặc nhà mình với ti giả. Về cái lợi ích của ti giả thì mình sẽ chỉ trình bày qua thôi, tại vì là mình thấy là các anh chị YouTubers khác đã đề cập khá là rõ về lợi ích của ti giả rồi. Thứ nhất là nó làm thỏa mãn cái nhu cầu được mút bú của trẻ. Chính vì thế mà chúng được sử dụng khá là phổ biến khi mà bạn muốn luyện cho con bạn ngủ, hoặc là bạn muốn trấn an bé trong trường hợp mà bé cáu giận hoặc là bé sợ hãi, và đưa bé trở về cái trạng thái là bình tĩnh và relax. Một cái lợi ích thứ hai là nó giúp làm giảm khả năng bé sơ sinh bị đột tử. Và để tận dụng được cái lợi ích này của ti giả thì khi các bạn mua ti giả hãy chú ý mua loại mà nó có cái lỗ để thông hơi, như là loại mình đang cầm trên tay như này. Và cái lỗ này nó sẽ có tác dụng là nó sẽ cho phép cái không khí nó được lưu thông. Ngoài ra thì bạn không cần thiết phải mua cái loại ti giả mà nó có gắn kèm thú nhồi bông hay là bất cứ một cái loại phức tạp hoặc là giá thành cao nào cả. Cái lo ngại đầu tiên mà phụ huynh thường hay nghĩ về ti giả thì nó có lẽ là ti giả làm tăng khả năng viêm tai giữa. Cái này nó liên quan đến chức năng của một cái ống thính giác. Tiếng Việt thì mình không biết gọi là gì, nhưng mà tiếng Anh thì gọi là eustachian. Đây là một cái ống nó thông từ cổ họng cho đến tai giữa. Khi mà các bạn đi máy bay ấy, đặc biệt là khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh, thì mọi người thường cảm thấy ù tai và đặc tai. Cái lý do đấy là bởi vì khi đấy cái áp suất ở bên ngoài tai và ở bên trong tai nó có sự chênh lệch, và cái ống này thì nó thường bị dẹt, tức là nó có nhu cầu, nó cần phải được mở ra để cho không khí đi vào và từ đấy làm cân bằng cái áp suất. Và cái hành động có thể giúp việc này diễn ra đấy là nhai, nuốt hoặc là bú mút. Thế nên mọi người thường hay khuyên bạn là bạn nên ăn một cái gì đấy khi mà máy bay cất cánh và hạ cánh là vì vậy. Và nó thật sự là nó hữu dụng. Cái việc sử dụng ti giả nó cũng tương tự như thế. Tất nhiên nếu mà bé sử dụng ti giả gọi là quá là thường xuyên, tức là ngoài những lúc bé ăn uống, mà kể cả những lúc mà bé hoàn toàn bình thường, vui vẻ, thoải mái và bình tĩnh mà bé vẫn sử dụng ti giả, tức là trong cái những cái khoảng thời gian đấy, cái ống eustachian này thì nó sẽ luôn luôn ở trong trạng thái mở, và điều này sẽ cho phép cái dịch tiết ra từ cổ họng nó có đường đi đến tai giữa, và nếu nó có cái vi khuẩn thì nó sẽ dẫn tình đến tình trạng viêm tai giữa. Tất nhiên thì cái này nó chỉ xảy ra khi mà bạn cho con bạn sử dụng quá là nhiều, quá là thường xuyên, mà mình gọi là overuse thôi. Còn nếu mà bạn hạn chế cho bé sử dụng mà chỉ cho bé sử dụng khi bé ngủ, hoặc là khi bé thật sự là cần, thật sự là cáu giận và không thể kiểm soát được bản thân, thì bạn không phải lo lắng về vấn đề này. Cái tần suất sử dụng ti giả thì nó cũng liên quan đến cái định kiến mà thứ hai mà mọi người thường hay nói về là liệu ti giả thì có làm chậm lại hay là làm trì hoãn cái khả năng phát triển ngôn ngữ của bé hay không. Đến hiện tại thì vẫn có rất nhiều các tranh cãi xung quanh về vấn đề này và nó thì vẫn chưa ngã ngũ. Tuy nhiên thì có một quan điểm mà mình khá là đồng ý, đó là quan điểm đến từ chuyên gia về ngôn ngữ của bé Lặc nhà mình mà mình có cơ hội làm việc cùng. Đó chính là khi mà bé đến cái độ tuổi mà tốc độ phát triển ngôn ngữ của bé bắt đầu đạt mức rất là nhanh. Thường thì cái khoảng thời gian này nó khác nhau với từng bé, nhưng mình thì nghĩ là nó khoảng từ 15 cho đến 24 tháng tuổi. Trong cái khoảng thời gian đấy thì con rất thích nói hoặc là tạo ra những âm thanh hoặc là bắt chước những cái từ ngữ mà con nghe được. Như thế thì nếu mà bạn muốn con nói sớm và nói sõi thì trước hết con bạn phải nói nhiều đã. Tức là mình phải tạo cho con một cái môi trường thân thiện để con có thể
nói nhiều, và khi đấy thì miệng của con nên luôn ở trạng thái trống, tức là không ngậm ti giả, để cứ mỗi khi mà con muốn phát ra một cái âm thanh hay là muốn bắt chước một cái từ nào từ người lớn thì con có thể ngay lập tức là làm thử cái việc đấy. Tuy nhiên thì nếu mà bé luôn luôn ngậm ti giả thì cái khoảng thời gian mà bé, những cái cơ hội mà bé có thể tạo ra âm thanh từ miệng nó đã giới hạn đi rất là nhiều rồi. Chưa kể nữa là nếu mà các bạn để ý, thường thì mình để miệng của mình thì mình để bình thường như thế này đúng không? Thế nhưng mà khi mà các bé ngậm ti giả ấy, thì thường là lưỡi của bé sẽ đưa ra ngoài một ít để đón lấy cái ti giả, và nó luôn luôn nằm ở giữa hai môi. Và chính vì vậy mà họ lo sợ là cái tư thế để lưỡi và cái trạng thái này cho một thời gian dài thì nó làm ảnh hưởng đến khả năng phát âm của bé. Nhưng mà cái này nó cũng chỉ xảy ra khi mà bạn luôn cho bé phụ thuộc hoặc là cho bé sử dụng cả những lúc mà bé không cần ti giả thôi. Còn nếu mà bạn cho bé sử dụng lúc ngủ hoặc lúc bé thật sự cần thiết thì mình nghĩ là bạn không cần phải lo đến vấn đề này. Tuy nhiên thì bạn cũng nên xem xét đến việc cai ti giả cho con khi mà con bắt đầu bước vào cái thời kỳ tập nói và muốn phát triển cái khả năng ngôn ngữ. Một cái định kiến thứ ba và cũng là câu hỏi của rất nhiều phụ huynh là liệu dùng ti giả thì bé có bị vô không và nó ảnh hưởng đến cái cấu trúc răng miệng của bé như thế nào? Về vấn đề này các bạn ạ, một cái form chuẩn của miệng chúng ta khi chúng ta nghỉ ngơi, không nói, không ăn và đặc biệt là khi chúng ta ngủ ấy, thì là miệng ngậm lại, lưỡi lấp đầy khoang miệng và lưỡi sẽ nghỉ ở giữa hàm trên và hàm dưới. Cái quá trình này trong một thời gian dài nó giúp làm định hình cái khuôn miệng của chúng ta. Tuy nhiên thì với những bé sử dụng ti giả và những bé mút tay khi mà ngủ thì cũng thế thôi, thì các bé không có được cái form chuẩn này, mà thường thì lưỡi của bé đưa ra ngoài và nó nằm ở giữa môi trên và môi dưới, và miệng của bé thì không ngậm lại mà nó thường ở trong trạng thái mở và há ra. Về cái vấn đề này thì bạn có thể tìm đọc ở nhiều tài liệu. Tuy nhiên thì mình đọc ở trong một cái cuốn sách, mình không biết là đó dịch ra tiếng Việt chưa, nhưng mà tên tiếng Anh của nó là Your Child's Teeth, A Complete Guide for Parents. Thì tác giả có đề cập đến vấn đề này, và tác giả nói là nếu có bất cứ một cái vấn đề gì về răng miệng xảy ra do ti giả hoặc là do bé mút tay trước cái thời điểm bé 2 tuổi thì sau 6 tháng răng và miệng của bé sẽ quay trở lại vị trí ban đầu, tức là bạn không cần phải lo đến vấn đề này. Tuy nhiên nếu nó xảy ra sau khi bé 2 tuổi hoặc là nghiêm trọng hơn là khi bé 4-5 tuổi, tức là thời điểm những cái răng vĩnh viễn của bé bắt đầu xuất hiện và miệng của bé được hình thành gọi là khá là cứng và sẵn sàng cho một thời gian dài, thì cái ảnh hưởng của ti giả cũng như là ảnh hưởng của mút tay khi ngủ nó cũng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất là nhiều. Tóm lại, sau khi đã trình bày về các định kiến của mọi người về ti giả cũng như là các giải thích của mình, thì mình nghĩ là nếu bé nhà bạn yêu thích và chấp nhận ti giả, bạn vẫn có thể cho bé sử dụng như bình thường, miễn là mình phải giới hạn về cái thời gian, tần suất, cũng như là bạn chỉ cho bé sử dụng khi mà bé thật sự cần hoặc là khi mà mình muốn đưa bé vào giấc ngủ thôi. Về cái khoảng thời gian cai ti giả, mình nghĩ là thời gian thích hợp nhất là khoảng khi bé 1 tuổi rưỡi. Như vậy thì mình vẫn sẽ tạo được cho con cái điều kiện để phát triển ngôn ngữ và hạn chế được bất cứ một cái tác động tiêu cực nào của ti giả lên cái cấu trúc răng miệng của bé. Mọi người thường nói là vậy thì cái việc cai ti giả nó có khó không? Với mình thì nó khó hay không tùy thuộc vào cái độ mạnh mẽ của bạn. Mình nói thế tại vì là mình biết là nhiều người cai ti giả cho con từng chút một. Mình thì không có kinh nghiệm về việc cai từng chút một như thế. Mình thì cái cách mình cai ti giả cho bé Lạc nhà mình, đấy là một ngày mình chỉ nói với Lạc là từ giờ Lạc sẽ không sử dụng ti giả nữa. Sau đấy thì mình đem hết tất cả các ti giả mà mình tìm được ở trong nhà, mình đem cất đi thôi. Bé Lạc nhà mình khóc
liên tục một tiếng chỉ vì là bé không có ti giả để cho bé ngủ. Tuy nhiên thì cái việc này thì nó cũng dễ dàng hơn khi mà sang đến ngày thứ 2, ngày thứ 3. Và dần dần bây giờ thì khi mà bé 4 tuổi rồi, bé hoàn toàn quên mất là ti giả đã từng là cái bạn đồng hành rất là thân thiết của bé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ kênh YouTube Mẹ Mồng nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.